Lô lô lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ soi một xích đồ của cao thủ, đó là được cao thủ đường môn Hemmet nha mọi người. Một cao thủ đường môn Hemmet. Ngày hôm nay thì Hemmet đánh khá chất lượng em ạ. Anh em cùng chờ đợi Khải cho anh em xem. Đây bây giờ anh em. Đây anh em ơi, ngày hôm nay thì chiến Hemmet đánh khá chất lượng em ạ. Một trong những hạng đường môn có thể nói rằng là nơ 1 hiện tại. Và hiện tại ngày hôm nay chiến Hemmet đánh cho mình được 108k 831 điểm. Và có những mình 371 mạng và giết được NBC 56 và tử vong 31 lần, liên chạm cao nhất 31. Và đây là mọi trong đường môn em ơi. Rồi anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của đường môn này như thế nào em ơi. Đây. Là đường môn này đang có cho mình đó là một set 3 em ơi, một set 3 có thể nói là tương đương gần mắt hộp em ơi. Giao diện kháng cả 19. Trường kháng cả 19. Rồi, một cái nhẫn kháng băng 216, nội lực 200. Một cái nhẫn kháng hộ 28, sinh lực 142. Một ngọc bội kháng độc 26, nội lực 134. Đó có thể là một set 3 như nào. Set 3 này đầu tiên server chiến ép với giá là hơn gần 15 triệu nha em ơi, gần 15 triệu nha. Anh em có thể theo dõi những video lần trước thì anh em đã biết thì set đồ của chiến cũng khá chất lượng nè em ơi. Rồi, thì đây là một trong những tăng trưởng môn của môn phái đường môn tháng 6 vừa rồi của nha mọi người. Sau khi lên tăng trưởng môn thì được mình một cái ấn tín kháng cả năm và skill chiến ít một cấp nha em. Đó, tất cả những skill chiến ít đều cho mình một cấp. Và tiếp tục là sử dụng mình một con nỏ top 30, sát thương 44. Kháng độc 25, sát lượng 199 và sát thương 99%. Đó. Một cái nón thủ lý 25, chạm 40, thân pháp 19 và sinh lực lực 18x. Một cái tay kháng hộ 25, chống 40, sinh lực lực 18-19x. Đó. Rồi anh em đợi tới nha. Rồi tiếp tục là một cái áo thủ lý 25, chạm 40, phục hồi 40, sinh lực lực và thân pháp 20. Một đai lưng thiên quang nè. Đó, đai lưng thiên quang nó mới chất lượng nè em ạ. Đó, một đai lưng thiên quang. Ba cấp mạng họ thiên vũ. Mạng thiên hoa vũ, đó, thủ lý 25. Tổng công chiến mạng 400 và thời gian chậm 50. Và một đôi giày thủ lý 25 chạm 40, tấm 40 thì hiện tại đang ạc này đang có cho mình là 170 làm chậm nha mọi người. Đó, 170 làm chậm kèm với một con bông tiêu. Đó, anh em theo ok không? Anh em theo dõi thôi. Hiện tại sẽ đồ của Hemmet thì Khải có nói sơ qua thì sẽ đồ của Hemmet thì tầm này thì tương đương là khoảng gần 50 triệu anh em ơi. Tầm khoảng 50 triệu đó mọi người, không biết đâu mọi người. Hello anh em vô, hello mọi người nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một sẻ ủng hộ cho nha mọi người. Và không nhiều hơn thì Duy Khải kính chúc anh em một buổi video xem video vui vẻ nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng đợi thêm tiếp tục. Đó là sau khi trận đánh ngày hôm nay lên top 1 thì hiện tại chiến Hemmet đang có cho mình đó là 3 kỹ năng vốn có nha mọi người. Đó là một cái càng khôn 2 cấp trên đầu và một cái phi phong là 3 cấp. Và cái này là một cấp nữa là có thể nói là hiện tại skill 9x bạo dụ lơ ho thì ạc này đang có cho mình là 24 điểm nha. 24 điểm kỹ năng. Đó, quá dữ luôn. Đại lưng này thì vừa rồi chiến đã ép ra em ơi. Sau khi mở ra những cái phôi phổ chanh trên vi sừng đảo ra thì chiến đã ép được đại lưng mắt ọc này nha em. Đó. Rồi anh em thấy ok chưa? Thì tổng sơ qua thì anh em đã biết thì set đăng ba này trên dưới gần 12 cho đến 15 triệu. Đó. Rồi, một cái nón này nón trung bình khoảng 2 đến 3 triệu em ạ. Đó, cứ một bóng tím trung bình 2 đến 3 triệu. Đó, cái nón vậy. Bao tay này khoảng 2 triệu, áo này khoảng 3 triệu, đại lưng nón này khoảng 3 triệu, giày này khoảng 3 triệu. Vũ khí này khoảng 4 triệu nha em ạ. Rồi. Còn ở đây cái đai lưng này thì hiện tại chiến vừa rồi ép có thể nói là lên đến gần 15 triệu nha mọi người, gần 15 triệu điểm đồng. Và con tiêu này hiện tại server khoảng tầm giá 6 triệu nha, 6 triệu con này nha mọi người. Đó. Hôm nay thì bao chuẩn cầm này đánh quá khác nè mà. Đó, một trong những đường môn khá dữ dằn và bao chuẩn cũng đã làm lên thành tích của ngày hôm nay top 1 dành cho cao thủ chiến Hemmet. Sợ là một trận đánh khá hay. Ngày hôm nay thì Khải cố gắng cả theo nè mà Khải được top 9 nè mà. Đồ mình thì bình thường năm hành thôi, được vài bốn tiếng thôi. Rồi, anh em theo dõi video này đừng quên ủng hộ cho chiến Hemmet, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đây là một trong những video sau đồ tổng kim. Nói chung là cũng có thể nói là một video lưu lại những khoảnh khắc cũng như là những cái kỷ niệm của cao thủ Hemmet này nha mọi người. Không như hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày cũng như là 19:50 hàng ngày nha anh em. Và những video ngắn như thế này Khải sẽ up trên kênh vào lúc 11:15 hàng ngày. Đó anh em có thể theo dõi và tham khảo server này như thế nào nha. Và hiện tại anh em đang theo dõi đó là cùng mấy chỗ S10 đại danh kỳ sử, một trong những phiên bản chủng Xuân Hà sẽ tắt đầu tím huyền tinh và đồ xanh ngũ hành và đầu tím huyền tinh nha. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều, quá đẹp đây mà.